Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2024. Mình đang có mặt tại đường Quang Trung quý vị. Đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi về ngã tư Phan Chí Trinh ha. Còn hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi về trung tâm. Nhiệt độ hiện tại bây giờ của Đà Lạt là 23 độ C. Và buổi trưa cao nhất ở tầm khoảng 29 độ C quý vị. Hồi sáng thì trời âm u. Bây giờ thì có nắng rực lên, khá là đẹp. Hiện tại bây giờ quý vị thấy là đi khắp nơi, đường nào cũng có hoa mai đào nở đẹp ha. Hoa nở không mùa. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dòng xuống đường Hồ Xuân Hương và Thái Phiên đây ha. Vào đây hoa mai đào nở cũng rất đẹp này. Con đường này thì những hôm vừa rồi mình có quay rồi, tắt ngang qua lại cái. Có các cô, các thầy đang chụp hình này quý vị. Chụp hình với hoa mai anh đào ha. Quá tuyệt vời luôn. Hoa này nó sẽ kéo dài cho đến hết tháng 4 này luôn á, qua đầu tháng 5 luôn quý vị. Có lúc nào mà hoa mai anh đào ở Đà Lạt hồi trước thì nở một mùa nhưng mà bây giờ nó sẽ trở thành hai mùa không? Hai mùa hoa nở quý vị ha. Hôm nay là chủ nhật quý vị. Ở trung tâm thì thấy khách khứa cũng khá là đông. Họ tập trung ra chờ để mua quà. Và hôm nay họ trở về, có nhiều người họ đi chơi, bây giờ thì họ về là lễ là ở nhà luôn á, đi chơi trước lễ cho nó khỏe đó quý vị. Cứ chủ nhật, thứ bảy chủ nhật cuối tuần là bà con mình đi thôi, chứ không nhất thiết là lễ là phải đi. Đi như vậy thì nó khỏe hơn. Còn thường thường lễ là con em được nghỉ dài này, rồi cơ quan công ty này kia thì những người mà đa số là công nhân đó, công sở người ta đi nhiều, còn bà con mình làm tự do cứ cuối tuần con cái nghỉ là đi thôi quý vị. Xuống đây là đường Nguyễn Du ha, mình sẽ vòng về đường Hồ Xuân Hương, vòng dưới đó xem thử hoa mai anh đào ở dưới đó Hồ Xuân Hương nó có đẹp hay không. Vừa đi vừa tâm sự chia sẻ với quý vị cho vui luôn. Quý vị thấy hiện nay á, việc thu nhập của nhiều bạn khá là thấp, cái tầm khoảng 6-7 triệu đến 10 triệu. Các bạn nam, một bộ phận bạn nam bây giờ là phải nói tâm sự, nói lương 7 triệu đến 10 triệu không dám cưới vợ luôn, nói nuôi cái thân mình không đủ nữa, thậm chí còn âm nữa thì lấy đâu ra mà cưới vợ sinh con, đó, đèo bồng thêm nữa rất là khổ. Thậm chí có nhiều người cưới vợ rồi nhưng không dám sinh con. Ai mà có gia đình có điều kiện thì bố mẹ mới thúc giục, nói thôi mày cưới vợ đi cho tao cái, xong rồi về mày cứ sinh con ra đi, tao hỗ trợ cho, thì mới dám mạnh dạn sinh con. Về đây là con đường Phan Chí Trinh quý vị. Ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta cực khổ như vậy đó quý vị, ăn khoai, ăn sắn, ăn bo bo, nhưng mà sinh có nhà sinh cả 10 đứa con, vâng, nuôi đứa nào cũng khôn lớn, đứa nào cũng khỏe mạnh. Nhưng bây giờ cuộc sống như thế này, nhưng mà nhiều bạn nó sinh một đứa con ra nó nuôi không nổi, cưới vợ về không dám sinh con, dễ sợ. Mà thực tế là như là lương 7 triệu mà hai vợ chồng ví dụ
vợ thêm 7 triệu nữa là 15 triệu mà sinh con. Nhà thuê cửa mướn là bây giờ sống chật vật lắm quý vị, không đủ. Bây giờ nuôi đứa con ăn học, nó đủ thứ chi phí hết, chứ không phải giống như ngày xưa làm như là cứ đẻ ra làm như là ăn cái gì cũng được. Đó. Thậm chí không cần học cũng được. Nhưng bây giờ là không cần học là không được rồi. Đứa nào cũng phải đi học. Ngoài học chính khóa ở trên nhà trường ra thì còn phải học rất là nhiều món ở bên ngoài nữa. Cho nên chi phí về nó là rất là cao cho một đứa con. Cho nên như nhiều bạn sợ là cũng đúng thôi. Nhưng mà người ta nói rồi, trong cái khó thì lo cái khôn. Nhiều lúc 7 triệu mà sống độc thân không đủ, nhưng khi cưới vợ lại đủ. À, nó có cái hay như vậy đó quý vị. Vì khi cưới vợ thì chúng ta lại có trách nhiệm. Trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho con cái. Đó. Chúng ta không thể nào mà để cho vợ con đói kém hoặc là cực khổ được. Chúng ta buộc phải cắt giảm những cái khoản chi tiêu không cần thiết. Ví dụ trước đây 7 triệu ngày nào ra cũng đi làm về ngày có 200-300 ngàn, mà cứ ra chiều ra làm con lô hết 100-200 thì lấy đâu ra mà không đói, lấy đâu ra mà không thiếu. Rồi chưa kể cà phê thuốc lá ngày 2-3 cử, rồi về rồi còn bạn bè ăn nhậu nữa, thì tháng nào cũng âm. Bảo đảm quý vị như vậy, tháng nào cũng âm không đủ. Đó là sống độc thân luôn. Kể cả lương 15 triệu cũng không đủ luôn, chứ đừng nói là 7-8 triệu. Đó. Về đây là ngã ba Chi Lăng quý vị nè. Quẹo trái lên Chi Lăng về Trương Văn Hoàng rồi Mê Linh rồi đó. Còn xuống đây là đường Hồ Xuân Hương à. Còn khi mà 7 triệu mà chúng ta lấy vợ lấy chồng thì trách nhiệm nó nặng nề. Thành ra là chúng ta lược bỏ đi những khoản chi tiêu không cần thiết mà tập trung vào chi tiêu chính cho gia đình thôi thì lại đủ. Đó, cho nên như các bạn đừng có nghĩ rằng là 7 triệu mà không dám lấy vợ. Cứ lấy vợ đi, trong cái khó nó sẽ ló cái khôn. Ví dụ như là thay vì 7 triệu mà chúng ta không dám cố gắng để làm thêm. Hồ Xuân Hương thì hiện tại hoa man đào dưới này không nở đẹp nữa quý vị. Chỉ ở trên phố thôi ha. Mình chạy về Thái Phiên luôn quý vị ha. Bảy triệu xong rồi thì chúng ta phải cố gắng làm thêm. Đó, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. Kiếm thêm 3 triệu, 4 triệu gì đó nữa. Tăng mức thu nhập lên 10 triệu. Để về lo cho đủ gia đình. Đó là cái khó, nó ló cái khôn như vậy đó quý vị. Lúc đó chúng ta không dám đi ăn, đi nhậu, đi tụ tập bạn bè. Không dám vô tư, vô lo, vô nghĩ nữa, mà tập trung vào suy nghĩ làm sao để kiếm tiền cho nó đủ nuôi vợ nuôi con. Và lúc đó chúng ta sẽ ló ra rất là nhiều những cái việc để mà kiếm tiền nuôi. Nếu không mạnh dạn cưới thì chắc có lẽ độc thân đến suốt đời luôn. Đó, 7 triệu mà cưới vợ xong rồi về sống nhà trọ, không có dư để mà tích lũy để mà mua nhà đâu. Mua nhà là một cái gì đó phải nói là như là xa vời đối với những người công nhân làm công ăn lương. Xa vời lắm quý vị. Mười lăm triệu một người độc thân mà nếu như mà biết căn bản chi tiêu ngoan, thật là ngoan luôn, thì mới có dư. Nhưng mà những người như vậy hiếm lắm quý vị. Nhiều bạn ngoan đi làm về mà đang còn độc thân đó, thì 15 triệu hoặc là 7-8 triệu, 10 triệu của các bạn ấy vẫn có dư. Và gửi cho cha mẹ, mình thấy có nhiều bạn ngoan lắm, gửi cho cha mẹ gửi, giữ cho mình ít vốn. Làm 10 triệu thì gửi cho mẹ 3 triệu, 15 triệu thì gửi cho mẹ 5 triệu, đó chẳng hạn. Về giữ vốn cho con này mai mốt cũng cưới vợ, có vốn làm ăn. Nhưng mà có nhiều bạn là tiêu hết sạch. Có nhiều phụ huynh nói, ôi con tôi bây giờ làm tháng 15 đến 20 triệu, chưa gia đình, mà tháng nào về ngửa tay xin gia đình hết trơn.
tháng nào cũng về nói ba mẹ ơi cho con thêm ít nữa chứ như là không đủ sống. Đó là tùy vào suy nghĩ và tính cách rồi chi tiêu của từng người nữa quý vị. Đó là sống độc thân ha. Còn 15 triệu bảo đảm quý vị mà cưới vợ một cái là có dư luôn. Vợ về đâu có phải là anh đi làm về là bây giờ anh bỏ túi là anh tiêu đâu. Làm bao nhiêu rồi về đưa hết cho vợ luôn. Không đưa thì cũng phải đưa. Vợ là bây giờ là tay hòm chìa khóa mà quý vị. Phải đưa cho vợ để vợ giữ, vợ chi tiêu rồi mới có dư được. Về đây bên phía tay phải chúng ta là khu du lịch Hồ Than Thở, một khu du lịch đang còn ngổn ngang và hoang tàn khi mà sửa chữa nó đang bị ngưng trệ lại. Còn bên phía tay trái của chúng ta là cái đồi thông, gọi là đồi thông hai màu. Về khu vực này rất là đẹp luôn quý vị, thiên nhiên. Và về đây thì nó có cái gì đó gọi là hoài niệm đó quý vị ha. Mặc dù mình đang đi thực tế như thế này nhưng mà trong suy nghĩ luôn luôn hoài niệm về cái thời mà mình chỉ là thời xa xưa đấy. Đó. Cái thời mà đang đồn về cái truyền thuyết đôi trai gái yêu nhau rồi bây giờ là trở thành cái đồi thông hai mộ đó. Nó có cái hồi ức như vậy đó quý vị. Văng vẳng đâu đây ha. Hôm qua thì Đà Lạt trời âm u cả ngày. Nhưng mà hôm nay thì trời nắng rực lên rất đẹp. Hôm qua cũng có vài giọt mưa rào. Đủ ước đường mà thôi. Mưa rào một vài nơi chẳng phải là mưa toàn thành phố quý vị ạ. Ở đây là địa bàn phường 9 ha. Mình chạy hết con đường này về dưới là Thái Phiên và địa bàn phường 12. Có nhiều bạn sợ khổ, đang sống độc thân như thế này, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, không phải lo cho ai hết, thích là đi chơi, đó. Thích là vác xe là đi chơi thôi, thích là tụ tập với bạn bè thôi, chả có ai la ai rời gì hết. Tự nhiên bắt cưới vợ về, giống kiểu đeo cái con mua người, ngày xưa hay đi tụ tập bạn bè vui vẻ vậy đó, bây giờ cưới con vợ về nghe thằng bạn nói bây giờ là điền nó đi chơi nó không dám, mà nó đi tới một chút là con vợ nó réo rồi, vợ cao lên rồi, anh đi đâu giờ chưa về đó, lật đật lo về, hoặc đang ngồi chơi bạn bè vợ bồng con tới nơi luôn. Cho nên gì nhiều thanh niên thấy cái cảnh đó tôi khiếp, thôi tôi thấy cái cảnh này thì chắc tôi cũng không dám cưới vợ đâu. Nhưng mà ai rồi cũng cần phải có một cái tổ ấm để đi về quý vị. Có nhiều người đang sống thoải mái vậy đó, nhưng mà khi có vợ có con rồi thì tự nhiên có một cái mái ấm thì lại rất là hăng say để mà làm việc. Nó rất cảm thấy rất là hạnh phúc, mặc dù nó khổ, nó cực mà nó mất tự do hơn giống như đang sống độc thân. Đi làm mệt mỏi cũng về có cái tổ ấm gia đình, đi ra ngoài đường cho dù có vui có buồn gì đó nữa thì về vẫn có một cái tổ ấm gia đình của vị ạ. Cho nên như cứ mạnh dạn mà cưới ha. Cưới vợ là phải cưới liền tay, không là bao người họ cướp mất ngay rồi quý vị ha. Đây là con đường Ngô Gia Tự quý vị. Ngô Gia Tự Thái Phiên đây rồi. Về dưới này là gọi là làng hoa Thái Phiên đấy. Giờ bang này thì hồi trước giờ mình quay cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ cũng đi lại, lâu lâu đi lại quý vị, xem thử nó có thay đổi gì không. Nói chung mà những địa bàn mà nó thay đổi nhẹ thôi, nho nhỏ thôi thì chúng ta đi hàng ngày như thế này không nhận ra đâu.
bây giờ phụ nữ hiếm lắm, tại vì các gia đình trẻ bây giờ đa số là như là không dám sinh con thứ hai mà cứ sinh một đứa thôi, cứ căng trại đẻ đó, giống như cái thời mà Trung Quốc chế độ một con vậy đó. Cho nên như con gái bây giờ hiếm lắm, rất là quý luôn. Các anh con trai dư thừa ra rồi muốn đi cưới vợ, nhiều lúc mà không đủ là phải đi qua nước khác để tìm vợ, giống như là Hàn Quốc với lại Trung Quốc ngày xưa vậy đó quý vị, vì nó mất cân bằng giới tính đó. Thế nên ai mà có người yêu mà có cơ hội cưới thôi, thôi cưới luôn đi ha. Nó vậy chứ thật sự ra mà quý vị cưới cũng phải hợp, vẫn chịu thương chịu khó, về nó còn xung đột rất là nhiều thứ nữa. Nếu như mà không ấy được, không chịu được nhiệt thì năm ba bữa rồi xách nhau ra tòa ly dị. Lúc đầu cưới hoành tráng nhưng được vài tháng sau thấy ly dị rồi. Có nhiều người thì có vài ba đứa con rồi bắt đầu mới nảy sinh vấn đề rồi ly dị. Làm con cái khá là tội ha. Về đây là trung tâm của phường 12 rồi quý vị ha. Dưới này thì có ngôi chợ, còn bà con mình cũng có thể về dưới này để làm ăn này. Về dưới này làm ăn thì cũng làm ăn với người dân bản địa, người dân lao động, có thể là buôn bán đó, hoặc là ở để đi lao động làm ăn, chủ yếu là đi làm nông. Bà con mình nói là đi làm nông nghiệp, xin việc làm này kia, mà làm bên lĩnh vực nông nghiệp thì cũng có thể về dưới này đó. Chợ Tái Phiên à, một ngôi chợ nhỏ đó, nó giống như là một cái thôn quê vậy thôi quý vị. Ngôi chợ này bao nhiêu năm thì nó vẫn vậy thôi. Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Thái Bình quý vị. Ngày xưa đất đai ở dưới này nó rẻ lắm. Nếu như mà bất động sản không có cái điểm dừng lại giống như là cái thời gian vừa qua đó quý vị, nó còn sốt thêm một thời gian nữa thì bảo đảm với quý vị, con em của chúng ta thời gian này là phải rất là chật vật trong vấn đề mua nhà. Chúng phải đơn giản dừng lại và dừng lại thêm nữa để chờ con em chúng ta làm ăn cho nó được, để đuổi kịp, cho con không thì nó cứ chạy miết như vậy thì ai mà mua nhà nổi. Rồi những cái dự án bất động sản, những công trình nhà ở cứ xây ra được dang dở, không có ai mua nổi, cho nên gì cũng vất đó, hoang hóa đó. Mà trong lúc đó, thì con em chúng ta đi làm công nhân ngoài kia cần có một căn nhà để ở thì là không có, không mua nổi, cho nên buộc phải đi ở trọ. Cái điều nghịch lý của bất động sản đó, nó nằm ở chỗ đó đó quý vị. Đó, các anh các chị cứ làm dự án ra xây nhà ở lên, chia lô chia liếc ra tùm lum hết, xong rồi cứ mua đi bán lại, trao tay cho các anh chị nhà đầu tư thôi, đẩy cái giá lên một cái ngưỡng quá cao, và khi nó vỡ bong bóng thì nó cứ nằm đó biết thôi. Người cần nhà ở thì mua nhà không nổi, người cần bán thì ôm mà cái đỉnh quá cao, bây giờ cũng không thể nào mà dám cắt lỗ thấp, cắt lỗ sâu, cắt sâu quá thì lại quá lỗ, mà ôm đó thì cũng chết luôn. Cho nên gì nói thiệt quý vị, làm lợi là những cái người mà mới chỉ là ở giữa đã thoát hàng, còn những người ôm đất ở cân đỉnh mà cho đến hiện tại bây giờ cũng chết luôn.
người dân lao động cũng đi kiếm nhà cũng không ra, mua không nổi. Đó là một cái hệ lụy đó quý vị. Ở đây thì phòng trọ khá là nhiều quý vị này. Đó. Nguyên một dãy trọ, những cái bà con mà ở trọ ở đây thì đa số là dân lao động này. Cũng gia đình hết rồi quý vị. Họ đóng cửa xong rồi họ đi làm công nhân, làm vườn, làm trược rồi đó quý vị ha. Đó. Ra đây là đường lộ 27C đó. Nếu chúng ta quẹo phải là sẽ đi về đi Đà Xa, Đà Cháy và đi Nha Trang rồi. Còn quẹo trái là lên lại. Bây giờ mình đi lên trung tâm này ha, lên chợ Búa đó này, kia cập nhật tình hình mua bán của bà con chút ha. Rồi về đây là trung tâm rồi quý vị ha. Dạo vòng ra tới phường 12, bây giờ quay ngược trở lại trung tâm. Bên phía tay phải của chúng ta là hồ Xuân Hương. Mình đi hướng như thế này là hướng về chợ Đà Lạt ha. Còn bên phía tay trái là quảng trường Lâm Viên. Hiện tại thì người ta cũng dựng một cái sân khấu khá là lớn hoành tráng ở đây để chuẩn bị cho cái lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây quý vị. Hôm nay là ngày 21 à. Ngày đầu thì có một cái giải đua xe đạp cúp truyền hình toàn quốc. Ngày hôm nay là sẽ đến với thành phố Đà Lạt. Đó, họ đi từng chặng như vậy đó quý vị. Đến với Đà Lạt và họ loanh quanh làm sao mà đến ngày 30 tháng 4 là sẽ về tới đích là thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở buổi sáng về trung tâm thấy đường phố nó cũng rất là tấp nập luôn. Bà con mình ngồi ven ven hồ Xuân Hương ăn quà lá rồi uống cà phê quá trời quý vị. Đúng là một ngày chủ nhật nhẹ nhàng, thư thái của bà con mình. Đi chơi, đi uống cà phê thư giãn để xả stress, nạp năng lượng. Đó, nạp năng lượng từ đây cho đến hết lễ luôn. Rất là đã. Rồi bắt đầu là tới qua lễ là tiếp tục đi cày cho đến Tết ha. Đến hè. Sắp đến hè đến nơi rồi. Bây giờ họ dừng lên những cái bảng banner, banner đồ để mà chuẩn bị cho giải đua xe đạp sắp đến. Đà Lạt sau những cái trận mưa đầu tháng đó và có trận mưa vàng trong những ngày qua đó quý vị, thì bây giờ thấy những cái bờ cỏ của những cái khu vực mà ven ven hồ Xuân Hương nó lên xanh mướt luôn, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình chạy vào chợ đi ha. Đó, tâm sự về cái vấn đề mà gọi là lương tháng 7 triệu 8 triệu gì đó. Nói thì với quý vị chứ lương 7 triệu 8 triệu đến 10 triệu ở khu vực đô thị đó quý vị. Thành phố đô thị thì phải nói là đời sống nó đắt đỏ, cái gì cũng thuê, cái gì cũng tiền, mở mắt ra là tiền, cho nên chi cuộc sống nó chật vật là nó nằm ở chỗ đó. Còn nói thiệt với quý vị chứ cỡ 5 triệu đến 7 triệu ở nông thôn là sống phà, thậm chí còn dư luôn, vì cái nhà lá vườn, nhà thì có vườn, thậm chí là như là có ruộng để mà làm, để mà có gạo ăn cả năm đó. Nông thôn mà làm lương tháng 5-7 triệu là có dư, thậm chí là sống ngon lành luôn, thoải mái luôn. Ăn uống nó rẻ đó quý vị. Mình về quê mà nhiều lúc qua quán ăn tô bún, người ta múc trong tô ăn phải nó căng luôn. Tính tiền 15-20 ngàn, mình phải nói là thấy quá bất ngờ. Thành ra ở nông thôn á, mà các bạn mà làm ra được 5 triệu đến 7 triệu là ngon lành đấy. Vào đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai ha, chợ Đà Lạt. Sáng nay chủ nhật á, cho nên chi bà con mình tập trung ra chợ mua sắm đông lắm luôn. Đó, quý vị thấy bà con mình xách qua xách lá kìa. Thấy chưa, mỗi người túi vậy đó.
bánh mứt dâu. Rồi đi vòng vào trong cái ha. Bà con mình mà đi bây giờ, đi chơi bây giờ thì quá sướng rồi. Nó rất là thoải mái luôn. Rồi vào trong này là chợ trong. Khu vực chợ trong này quý vị thấy bơ với lại dâu người ta bày đó, xếp rất là gọn gàng và những bắt mắt ha. Tới lễ thì bà con mình đi trang chúc, còn đi bây giờ là quá sướng luôn quý vị. Ăn uống chờ búa, mua sắm, dịch vụ, mọi thứ đều ngon lành. Đông ha. Hôm qua xem những cái clip mà bà con mình Việt Kiều ở bên Mỹ chia sẻ, nói mua xe VinFast ra chạy nhưng mà đầu xe ở ngoài không biết làm sao mà ra thấy xe xước hết. Anh quay lại nói không biết ông nào ông cầm cái gì, hình như là cầm chìa khóa chứ khiếp gì đó, đi quẹt lung tung cả chiếc xe của người ta, xước hết sạch. Và anh ta nghi ngờ là những cái kẻ nào đó mà ghen ăn tức ở, chơi xấu VinFast. Một thương hiệu gì đó của Việt Nam mà còn non trẻ từ trong trứng nước mà ra đời thì chúng ta cần phải ủng hộ cho nó phát triển lớn mạnh lên để có cái gì đó gọi là tự hào. Giống như là Nhật Bản thì có Toyota, Hàn Quốc thì còn lại có Samsung, Hyundai. Họ có những cái thương hiệu đẳng cấp như vậy. Thì Việt Nam mình sau một thời gian khó khăn thì bây giờ có những cái thương hiệu mang tầm quốc gia và đang vươn ra khắp mọi nơi ở trên thế giới. Hãy ủng hộ cho họ hết mình, ngày càng lớn mạnh lên. Như vậy mới gọi là yêu nước và tự hào ha. Nhưng mà thời buổi kinh tế thị trường, sản phẩm là cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ về giá mà về chất lượng, về hậu mãi phục vụ này kia. Thì cần phải không chỉ yêu là đủ. Ôi, các bạn hay đi tắt nó nguy hiểm quá quý vị. Tại vì sao làm biển bọc bùng binh như vậy nhỉ? Vì bây giờ người tiêu dùng móc cái túi tiền hầu bao ra để mua được quý vị. Không chỉ yêu nước là đủ đó quý vị ạ. Họ cần phải có đánh giá làm sao chất lượng nè, rồi giá cả nè, đó, nhiều thứ khác nữa thì mới bỏ tiền ra mua. Chứ còn nói yêu nước bằng niềm tin thì cũng yêu nước là một đằng khác. Còn yêu một cái sản phẩm, một thương hiệu quốc gia là một đằng khác. Nó phải có cái gì đó làm cho người ta yên tâm mà móc tiền ra để mua thì là một đằng khác nữa.
mình thì không có tiền để mua xe hoặc là mua cái gì đó của VinFast để mà ủng hộ. Nhưng mà sau một thời gian để xem thử người tiêu dùng họ đánh giá ra làm sao, nếu như mình có tiền và mình thấy hàng của VinFast ngon lành, giá cả phải chăng, không thua kém những gì những cái thương hiệu khác, thì mình sẵn sàng bỏ tiền ra mua thôi. Tới đầu này rất là nhiều tiệm vàng, hiện tại bây giờ bà con mình chưa vội đi mua bán vàng ha. Thậm chí có những người bây giờ là cũng linh sinh là trong việc đi mua bán vàng, vì ngày mai là chính thức là thứ hai đó quý vị, chính thức là ngân hàng nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng ha, để bỏ độc quyền vàng miếng. Thì nhiều người là nghĩ khi mà nhà nước đấu thầu vàng miếng thì vàng miếng nó sẽ đi xuống. Mấy ngày nay thì nó cứ đi lên đi xuống, hiện tại bây giờ là nó có mức giá tầm khoảng 83 triệu một lượng ha. Đó. Những ngày trước là lập đỉnh lên 85 luôn. Bây giờ nhiều người đang ôm vàng miếng thì cũng đang muốn bán ra trong thời điểm này. Mà nếu như mà bà con mình ồ ạt bán ra thì nó sẽ kéo cái vàng miếng xuống thấp thêm nữa. Còn thêm nhà nước mình đấu thầu vàng miếng thì trong ngắn hạn nó sẽ đi xuống đó quý vị. Nhưng mà tùy vào diễn biến tình hình chính trị ở Trung Đông, Israel và Iran, nếu tiếp tục căng thẳng thì giá vàng thế giới lên thì vàng lại tiếp tục đi lên. Vào đây là đường Nguyễn Chí Thanh quý vị. Tuy nhiên quý vị có thể thấy là sau đòn đáp trả của Israel vào Iran thì hai bên đều kín tiếng, im ắng, không có những cái lời thách thức đao to búa lớn nữa. Dường như họ cũng nói cái xung đột như vậy, trả đũa như vậy là vừa đủ rồi, không nên nâng lên cái mức căng thẳng thêm. Đó, nếu như căng thẳng thêm mà làm cho cuộc xung đột ở đây leo thang thì hai bên đều bất lợi. Hai bên đều bất lợi mà thậm chí có nguy cơ sẽ sụp đổ luôn, suy yếu luôn. Cho nên họ cũng tính toán. Đó. Sở dĩ nói đến Trung Đông cái là nó còn liên hệ đến cái vấn đề mà kinh tế làm ăn của bà con mình, cũng như là vàng viết này kia, cho nên mình mới nhắc đến như vậy đó quý vị. Nghe bà con mình nói đi Đà Lạt nhắc đến tầm Trung Đông luôn. Mình đang nói về cuộc sống kinh tế xã hội tùm lum hết. Rồi, ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tình hình của thành phố Đà Lạt, cũng như là tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cho nó vui luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt.